Chuyện nào? Làm gì có tóc bơ bạc? Tóc đâu? Tóc đâu? Làm gì có tóc bơ bạc? Bạc tóc đâu? Làm gì có tóc nó bơ bạc? Bác cãi. Nhưng mà em không có tóc. Vậy gọi vậy vậy chú đi đón cháu rồi, nó hỏi con nó hỏi rồi vậy ông là xấu mệt hóa tay chú đi móc rồi. Xấu mệt hóa rồi thế là cái gì mẹ đi chú mẹ chú đi móc cua đâu quay đây ông có tiền mà sao trái tim à? Trái tim hả? Chuột bay vô hải làm trái tim cái khô rồi, trái tim cằn khỗi rồi. Đấy, đâu để làm lại đi. Trái tim nè. Làm lại đi. Đây, đúng rồi. Đây, được chưa? Đúng là già cội. Tôi làm bún măng. Đây là cái gì? Bún măng. Em thấy nó cái kiểu em thấy nó cái gì chứ phải bút măng đâu. Vậy nó làm bút măng ra đây. Em làm bút măng non. Ừ, bút măng đẹp lắm mà. Nhưng bây giờ có phải bút măng ở đâu? Vậy không ạ? Thì làm cái tim gì cháu? Không, mình làm đúng ấy. Không làm đúng. Đây, cái tim đây. Cái đấy là cái bọng đốc này. Cái tim. Đúng là cái dân Nam Định. Nào. Rượu đấy, gớm đấy. Có cái thằng chuột kia rượu đâu? Nên ăn canh không phải lẩu. Lẩu canh. Dạ quê cái là canh. Sao nãy cũng quay. Canh củ cải. Lươn vàng nhé. Nếu này phải nghiên cứu lại nữa là không để này được. Đúng rồi, phải chỉnh đốn lại ngay cứ như thế. Ơi anh làm anh lớn nhất ở đây chỉnh đốn lại nem đem nem chạo ra chạo lẩu rồi lẩu canh làm ra có hủ tiếu giờ nó lẩu ai thấy nó canh này không chuyển sang hủ tiếu thì mì tô với em lấy ngay xem này. Đây, để gần, để ném chưa? Sao không ăn được sao? 1, 2, 3, 4. Thì nhà không nấu cơm à? Có nấu cơm. Nhưng mà đã chót là ăn. Có phải... không ăn nữa. Ăn đây xong có phải về nhà ăn tiếp không đây? Không ăn nữa. Cơm anh cắm rồi không ăn nữa. Ông thích về, ông ăn không về. Thôi, cho thêm ít nước để con pha mì tôm. Những cái ở ấm này. Ấm cái nước. Đấy, ấm đấy nó nóng. Nóng đặc đặc đúng không? Đúng vừa thôi. Thế nào mà? Đúng mà già với là già cái biển cưng. Ông nội ngăn. Ông này cứ để to xong đi đem dâm. Dâm xong cưới to lên thì đéo ai ăn. Anh không dâm đâu. Năm ngoái dâm thì kệ ăn. Năm ngoái anh dâm, bây giờ anh không dâm. Ôi giời ơi. Dâm gì nữa, còn đâu tóc mà dâm. Còn đâu mà dâm. Không. Dạ, đây. Đây.